Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo chương mới, chúng ta sẽ liên quan đến phần số đếm. Giống như tôi vừa nói là gì, chúng ta sẽ có số đếm cơ bản, giống như là bài trước tôi nói về tuổi thì chúng ta sẽ gắn tuổi vào. Rồi lát nữa chúng ta vừa đấy chúng ta học bài đếm giờ rồi, thì chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ học đếm giờ, đếm giờ rồi đếm đồ vật nữa. Thì phần tiếp theo ngay gần đây nhất chúng ta sẽ học về số đếm cơ bản. Chúng ta sẽ học từ 1, đếm từ 1 cho tới 1 triệu. Hay là 100 triệu gì đó. 1 triệu ha. Hay là tí lát nữa chúng ta nếu mà cần thì tôi nói qua nó nhiều hơn nữa cũng được. Hay 100 triệu cũng được ha. 100 triệu cũng được. Lát chúng ta học đến 100 triệu đi. Thì bây giờ tôi sẽ đọc qua một lần. Tôi sẽ đọc ngắt quãng và các bạn sẽ tương tác cùng với tôi. Các bạn sẽ đọc cùng với tôi. Thì chúng ta sẽ từ 1 đến 19, 20. Sau đó từ 20 chúng ta sẽ học là 30. Bởi vì 20 gắn với 1 là thành 21 ha. 22 là gắn với số 20 với 2 thôi. Nên lát nữa tôi sẽ đọc và các bạn sẽ đọc theo. Bây giờ tôi sẽ đọc qua một lần. Xong sau đó các bạn sẽ tương tác cùng với tôi nhé. Rồi. Đây theo thứ tự là 0, 1, 2, 3, 4. Và cứ như vậy. Đây là số đếm ha. Bây giờ tôi sẽ đọc là tiếng Nhật thôi. Tôi sẽ đọc tiếng Nhật thôi ha. Rồi, số 0 của chúng ta đọc là 0. Re. Đây nó có trường âm nha các bạn. Chúng ta không đọc là re y. Trường âm một cột i ha, chúng ta trường âm một cột e này ha. Rồi. E là i và chính nó. Rồi. 0 re ichi ni san yong si go roku nana. Chúng ta đọc thêm là shichi. Lát nữa vừa nãy các bạn có nghe tôi vừa nãy tôi cũng nói bạn rồi. Ichiji, shichiji. Người ta không nói là nanaji mà ta đọc là shichiji. Đó. Ichiji là 1 giờ, shichiji là 7 giờ. Đó, vừa tôi cũng bài ngay bài kết trước thôi ha. Nana shichi. Hachi kyu ku. Đó. Giờ cũng vậy, người ta không nói là kyuji mà ta nói là kuji. Vừa tôi chỉ nói với các bạn là mấy cái trường hợp mà chúng ta chú ý thôi. Nhưng khi đọc theo giờ người ta đọc là kyuji mà ta đọc là kuji. Jiu, jiu ichi, jiu ni, jiu san, jiu yong, jiu go, jiu roku, jiu nana, jiu hachi, jiu kyu. Đó. Bây giờ từ 20 trở đi chúng ta đọc như này thôi. Chúng ta chẳng hạn như là ni jiu. Vậy ni jiu ichi có nghĩa là 21. Ni jiu ichi, ni jiu ni, ni jiu san. Chúng ta cứ gắn với cái từ này và gắn thêm cái này nữa là thành những cái con số lẻ ở đây. Và 30 cũng vậy ha, chẳng hạn như là san jiu là 30. Nếu chúng ta học đọc là 31, 32, 33 và lần lượt tiếp theo là gì? San jiu ichi, san jiu ni, san jiu san ha. San jiu san là 33. 34 là gì? San jiu yong. 35 là gì? San jiu go. 36 san jiu roku và cứ như vậy cho đến khi nó chẵn, được chưa? Rồi tiếp theo 40, 41 là gì? Yongyu, yongyu ichi, được chưa? 40 là yongyu. Rồi 41 là gì? Yongyu ichi. 42, yongyu ni. Rồi, cứ như vậy chúng ta đọc lên thôi. Rồi, tiếp theo là gojyu, rokujyu, nanajyu hoặc là shichijyu, chúng ta đọc là shichijyu. Hachijyu, kyujyu, hyaku. 200, 100, chẳng hạn 200, được chưa? Đó, chẳng hạn là 200 jiu, chúng ta đọc là jiu, đúng không? 110, 200 jiu, 120, 200 ni jiu, 20, chúng ta cứ ghép như vậy vào và đọc lên, ha. 200, ni 200, đó các bạn thấy không? 200 là 100, khi mà 200 chúng ta gắn từ ni vào thôi, 100 là 200. Chúng ta gắn từ ni vô là 200 là ni hyaku. Rồi tiếp theo chúng ta cần phải chú ý đó là gì? Khi mà gặp từ ng này đọc là chúng ta sẽ đọc là chữ ng này đứng trước chữ ba và là pa thì cái chữ ng này nó chuyển thành là chữ ng. Nên chúng ta sẽ đọc là sambyaku, sambyaku.
giống như chúng ta hay đọc ở đây là con băng qua, chứ chúng ta không đọc là con băng qua, hay chúng ta đọc là con băng qua, chữ M nhé các bạn. Đó. Thì khi vào bài thì tôi sẽ chỉ thêm cho nữa. Rồi, sam hia cử, bình thường nó là hia cử, nhưng mà khi đọc là số 3 thì đây là san đúng không? Thì chữ N này đứng trước với chữ B, có phần B ở đầu thì đây. Bia cử thì đương nhiên là nó sẽ đọc là M. Sam bia cử. Rồi tiếp theo, hia cử là 100, gắn số 4 này vào. Yong. Yong hia cử. Yong hia cử. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy thôi ha. Rop bia cử. Các bạn đã học ở bài trước chúng ta học xúc âm. Rop bia cử. Nó nằm trong quy tắc là gì? P, PTKS thì trường hợp này nó nằm vào trường hợp là P. Rupia cử ha, PTKS là phòng trọ không số đó. Các bạn chú ý rupia cử. Xúc âm ha, chúng ta đọc vẫn là một âm tiết rupia cử. Nana hia cử, hapia cử cũng nằm trong quy tắc P này ha, PTKS nằm trong quy tắc P. Kyu hia cử, sen. Và sen là 1000 thôi. Vậy chúng ta là chẳng hạn như là 2000 thì sao? 2000, 2000. 3000. 4000. Cứ gắn như vậy thôi. Cho đến cái phần này chúng ta chú ý là cái phần này thôi. 3000 là 8000. Đó. 8000, chúng ta cần phải chú ý đó là 3000 nó đọc là san zen. San zen. Đó. Chúng ta là bình thường là sen là 1000 rồi. Thì ni sen ha. Ni sen gắn bình thường thôi, nhưng mà khi số 3 này ha, chúng ta là san zen. Cái sen rồi, sen là 1000 rồi ha. Và 4 là gì? Yong sen, go sen, roku sen ha, nana sen. Nhưng cái số 8 này chúng ta cần chú ý nó là hasen. Nó lại nằm trong quy tắc PTKS phòng trọ khách sạn của mình. Cái chữ sen này này, chữ sen này này, nó nằm trong cái quy tắc là PTKS. Vậy nó nằm trong quy tắc S thì chữ to này sẽ biến thành chữ nhỏ, người ta đọc là hasen. Nên các bạn phải chú ý đến vấn đề này ha. Rồi, kyu sen ha. Rồi, kyu sen rồi, bây giờ 9000 rồi. Vậy bây giờ là 10000. 10000 chúng ta đọc là gì? Ichiman. Ichiman. Rồi, ichiman. Rồi tiếp theo cứ thế lên thôi. Ichiman là mang là đây ha. Ichi, ichiman. Vậy tiếp theo đó là gì? 20.000 thì sao? Ni mang, san mang, yon mang, go mang, roku mang. Được chưa? 60.000. Tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo là ichi mang, ni mang, san mang, yon mang, go mang. Cứ thế là chúng ta đọc lên. Rồi tiếp theo đó là. Rồi đây là gì? Jiu mang. Jiu mang. Jiu mang. Rồi. Tiếp theo là Zhuang. Zhuang chúng ta là 100.000 rồi đúng không? Nếu tiếng Việt mình là 100.000 đọc là Zhuang. Nhưng mà khi đằng sau con số 1 này này là 4 con số 0 thì ta đọc là mang. Được chưa? Đọc là mang. Đó. Và tiếp theo Zhuang. Đây là 4 con số 0, sau đây là man. Còn đây là 4 con số 0 là man. Vậy đây là đây là Zhuang. Được không? Rồi bây giờ là 100 man. Được chưa? Được chưa? Tiếp theo đây là 100 man, mình đây là 1 triệu của mình rồi đấy ha, là 100 man. Nhưng mà tiếng Nhật của nó là phải 4 số 0 thì nó mới là man. Đây là 4 số 0. Thì đằng trước cũng có xong là 100 thì mình đọc là hia cử 100. Hia cử mình đọc là hia cử man. Hia cử man. Rồi, tiếp theo. 1000. 1000, 1000 man. 4 số 0 đằng sau nữa. Vừa nãy 1000 của mình là gì? Sen. Vừa nãy 1000 của mình là sen. Được không? Đây là man. 4 con số 0 đằng sau của mình là man. Là man đây rồi. Thì tiếp theo sen gắn vào thì mình cũng là sen man. Được chưa? Sen man 1000. 100. Hia cử 100 man. Hia cử man. Rồi tiếp theo. Một hai bốn nè, nếu tiếng Việt mình là bao nhiêu là một
Nhưng mà tiền Việt của mình đọc là 100 triệu đấy ha. Vừa nãy tôi tính chỉ các bạn đến 1 triệu thôi, nhưng bây giờ lên 100 triệu rồi. Đấy. Thì đằng đây là 4 số 0 đúng không? 1, 2, 3, 4. Đây là 4 số 0 rồi. Và tiếp theo là 1, 2, 3, 4. 8 con số 0 ở sau con số 1 thì chúng ta đọc là Ichioku. Ichioku. Được chưa? Tương đương với của mình là sẽ là 1, 2, 3 này. Là 1, 2, 3. Tương đương với mình 100 triệu ấy. Vậy 100 triệu chúng ta đọc rằng là Ichioku. Các bạn nhớ nhé. Rồi số đếm này của chúng ta sẽ đi suốt trong chặng đường chúng ta học tiếng Nhật từ sơ cấp cho tới cao cấp. Số đếm là rất quan trọng. Nó gắn vào rất là nhiều trong những trường hợp mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Các bạn hãy nhớ đấy nhé.